đuổi mệt chết luôn cha. Anh ơi. Trời ơi. Anh chạy hơi quá. Nhích lâu rồi hả? Đâu đâu. Nè. Ê nó gớt tay. Nên bờ lại. Ủa. Trời ơi. Nó không nổi rồi lại. Quá trời quá trời quá trời. Trời ơi. Ồ trắng vậy. Ồ. Khánh cùng Kiệt, bánh chào cô chú anh chị và các bạn. Chào nha. Cô chú anh chị và bạn ơi, hôm nay mấy anh em thèm cá lòng tông quá. Thì hôm nay là Khánh về nhà cha mẹ lấy cá lòng tông. Ủa lấy lưới chứ không phải lấy cá lòng tông. Lấy lưới về đi lên tàu và giăng lưới cá lòng tông về chế biến ngoan. Thôi giờ Khánh mời cô chú anh chị và bạn đi theo hai anh em giăng lưới nha cả nhà. Rồi, đi giăng lưới. Cái này có nhiêu đây mà nó có nhiêu đây. Nó cũng lụm cây lên đây. Cây chứ mặt. Giờ mình đặt đây cá được cả nhà. Cái nào có nước cho nó có cá. Nó nhỏ nè, cá lọt á. Không rồi. Cá này ngon được rồi. Thì anh lụm này. Vậy là lụm à. Thôi vậy đó. Còn máng xuống chưa em máng này. Hỏ. Nằm liền. Bực bực đi ha. Ô, cho mày quá trời hết thôi. Trắng giờ nó bây giờ. Ồ, trong này có một đầu bậy của mày luôn. Ôi, nó chạy ra ngoài đó quá trời. Lưới kéo nha. Dính hết luôn. Ở, có lưới kéo. Ở, cái bự mình có nữa. Dữ lắm rồi. Cái lưới mình chìm dưới luôn rồi. Chìm luôn. Nó cũng khôn chứ. Nó khôn chứ. Nó biết kia nó biết mấy ông này bữa nay làm gì giấu mình ở. Hồi bữa nay làm gì bữa nay hồi trước đây. Cái này là mình có tội nãy mình nói là cái bự nó vô rồi không tội. Dính bờ rồi, cái bánh vũ có rớt xuống à. Lên đây nè. Ui nhóc ra hình đó. Đúng không? Ôi đồ. Đủ kho luôn rồi. Lên. Để thu lại không lại, để thu lại. Đúng không? Hả? Đúng không? Vũ rớt, lên bờ. Quá trời khô. Chị nhiều lắm á. Nhiều chứ. Nếu mà nó dính mắt một con nữa là hết biết đường gỡ luôn. Quá trời khô luôn. Cái này. Trên tới dưới. Nhiều lắm á. Này cái nó hơi nhỏ rồi, này cái phải nó bự chứ nó yếu lắm. Đúng rồi. Nhiều quá mà cái nó nhỏ. Bịt thôi. Nó sao? Nào ra vũ mà nó không có thì mình lụm lại. Nó trơn. Nó không gớt là nó bị dính lại á. Nó dính cái cá này nó ngon. Vũ một cái gớt sạch. Thấy là đủ kho quẹt rồi đó.
trâu lụm luôn. Đây đâu ta? Đây chỗ đó nó hẹp nó có giỏi ha. Để mình giăng đây ra. Chỗ này mình thấy nột là mình mới có không? Chắc có mà. Tháng này nó còn non. Cái này mình luộc hay là mình nấu canh cái nào cũng ngon. Này tốt lắm, nó bổ lắm luôn. Đi kiếm cá lồng đông mà còn được rau cả trời. Cái này nhiều không? Ô cái này nhiều hơn anh ơi. Cái này nhiều hơn nè. Khúc đầu đẳng nó dính nhiều. Để tăng ra khỏi lần nữa mà. Đủ rồi. Em gớt mà. Ô bả chầu. Cái tại lưới này nó cũng nhiều cũng. Thế là mình không đủ nữa dính nữa. Cá bự bên đây, cá bự bên kia ha. Nó phân biệt cái thằng nào bự ở chỗ nào, nhỏ chỗ nào vậy đó. Vậy đúng rồi. À, anh vẽ chanh em đuổi cho nha. Chanh này là chanh của bà chủ nha. Nhóc ha, núp núp như này nè. Ồ, nó dính chanh chín rồi. Quá trời. Con chú út. Ồ, đây nè. Quá trời luôn, tí luôn. Đây nè. Ủa, vô gan nè cả nhà ơi. Nó chưa chín nữa nha. Để đây, chờ nợ chín mình lên bẻ. Trái bự thì bự, muốn trái là ngồi trái, muốn gì xích trên thôi. Đẹp không cả nhà? Thích ra tiền. Đây đây đây. Muốn trái bự nè. Ồ, trên mà đủ trái này mới hết dưới nè. Ủa, trái bự lắm. Ừ. Mốt có chồng trái mượn bà chủ chồng nha. Ốc đắng chứ, ốc đắng trời bữa nào à. Một đắng về bốn gỏi ăn kìa. Rồi 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 chắc rồi. Đây một cái một lần làm nó mắm đủ rồi. Một cả nhà có ai có mua nhánh chanh mua của bà chủ rồi cả nhà. Chanh trái bự. Đủ mệt chết luôn cha. Trời ơi. Anh chạy quá. Dính lâu rồi hả? Đâu đâu. Nè. Ê nó gớt tay. Bên bờ lại. Thôi kệ kệ cho gió ngủ vũ vũ luôn. Vũ chỗ nào? Quá trời ơi, sao? Đây đi, vũ ở đây đường bên đây đi. Hả? Mình ấy lên hả vũ là vũ đại gì? Vũ đại gì đó. Vũ đường mà không. Ồ ồ trắng vậy. Quá chi con. Vũ đi rồi hồi mình lụm sao? Cái nghe vừa mà vũ nãy gì cũng có, trên tay canh cũng có mà cá cũng có nữa.
nó nói chứ được mảnh vườn vậy chứ đỡ lắm anh chị. Ừ. Mình không nói mình trồng này trồng kia, cái gì chứ tháng kiếm chanh thì cũng đủ. Tại lúc này chanh rẻ chứ chanh bắt thằng bán cũng nhiều lắm. Bắt đầu từ đây nè là có giá nè, nắng vậy nãy mình bẻ hết mẹ qua chủ rồi còn gì nữa. Chứ mẹ thấy cái không biết gì sợ nó chơi rồi chứ trời ơi anh chị chưa lên Thái Hòa luôn á anh chị. Nói cho vui đi mà. Điều cả nhà đây mình hái được nghe Di Khánh hái được nghe cả nhà chứ người khác vừa hái là bà chủ quốc rồi. Chứ may không á. Ừ. Chủ thì chứ không phải chuyện gì đâu. Có mặt kia bự dính luôn á, nhậu mà quậy quậy chúng ta bà chủ quốc luôn á. Cái thao làm đâu mình đâu mà đó. Đó là đó. Chuyện gì mình không thấy mấy chứ. Không biết mình phải đuổi mình chọc mình rồi mình mới được chứ thằng ra là ở chỗ mình đâu mình chạy lại cho mình ha. Đúng rồi. Đó, chị ơi. Mình đang sửa khởi đầu an ha. Đã sửa khởi đầu đó. Đây có lý mà chưa phải dần nào ở đầu nãng à. Thấy hành cho nó thơm cái mình bỏ cá vô. Mình khâu quẹt cái cánh. Mình khâu quẹt ha. Đây. Bây giờ Khánh có đi hái thêm một mớ rau lan, thêm một mớ rau cải trời nữa, một thành một rau gọt, một rau quá chứ bự luôn. Đó, giờ này mình lột như đây là mình ăn là ngon lạnh luôn nè. Con rau này rau gì ta? Cái này đến kia anh biết chứ Khánh không biết rau này. Cái này rau gì anh kia? Ngà voi. À, ngà voi, cõi ngà voi. Cái này thuốc lắm đúng không? Thuốc. Cái này ăn vô luôn. Thôi thay cá luôn. Cái này dễ kìa, cho hành vô miếng cả nhà cho thơm. Mình bắt nồi nước lên ăn, mình đục ra mình ăn cơm được rồi. Cơm cũng nấu rồi. Bữa này nước lột rau nè cả nhà, mình niêm nước luôn cả nhà, bỏ vô miếng tiêu nha. Một hồi mình lấy nước luôn. Cho vô chút xíu hành lá nè cả nhà, cho nó ra cái nước á, nó thơm. Ba loại rau luôn nha. Cái nhà nếu mấy bố có luộc rau mà luộc rau vườn mình đó là mình đừng có bỏ nước cả nhà. Thì này cái này là mình kêu bằng rau thôi chứ đúng ra mình kêu bằng cây cỏ đó, cỏ là kêu bằng thuốc nam á. Mình thử ra như cả nhà thấy rồi, mình đi xác thuốc là mình chỉ lấy cái nước thôi chứ còn cái xác đâu có lấy làm gì đâu. Nó cái nước nó quan trọng là bổ cái nước đó. Quá trời rau ngon cả nhà. Ừ. Lét luôn. Giờ mình lấy nước mình làm canh luôn rồi mình ăn cơm được rồi nè. Mắc nước cho mình ăn cơm được rồi. Hôm nay mình đi bắt cá lồng đồng ngon quá. Mà đói dữ lắm rồi đó. Cô chú chị ba bạn ơi, món ăn cũng đã hoàn thành rồi. Mời cô chú chị ba bạn dùng cơm với lại hai anh em nha. Rồi mời cả nhà dùng cơm với hai anh em nha. Tại vì bữa nay gấp quá cả nhà. Anh em đi bắt về cũng chưa kịp tắm luôn. Tại ăn rồi hai anh em còn có một cái công việc quan trọng nữa. Là đi là hứa đào đất cho bà cái cô kế bên rồi anh em ăn rồi đi đào vô rồi để rồi bà chửi nếu tắm rồi lát rồi mắc bộ đồ nữa thử cho thôi để vậy luôn. Ăn cơm thôi cả nhà, trời mới ăn cá lồng tâm không vậy em thấy cái này em thèm dữ lắm rồi nè.
dẹp ớt quăng bên đây chứ lỡ ăn trúng cái xỉu à. Thà là mình ăn mình khách mình ăn chứ mình ăn kiểu mình ăn lén á, cay cay dữ lắm. Dạ dính nè. Thấy không? Rau này ăn tốt nè, mát gan á. Quá ngon quá kìa. Nói chứ con cá bự, con cá bự bây giờ mình dễ kiếm cả nha. Còn cá nhỏ anh nó khó kiếm lắm á, giờ nó khó lắm. Hồi đó nhau giờ khó. Nó gì thơm quá. Thơm quá luôn á. Cá nhà biết sao mà giờ cá nhỏ nó đâu. Bây giờ xưa là không có cá bự nha. Cá nhỏ nhiều. Bây giờ cá bự nó nhiều quá, thành thử nó ăn cá nhỏ chứ. Bây giờ thác lá nè. Cá nhỏ còn ít lại. Cá lớn ăn cá bé đó ha. Thì ông bà mình nói gì có nói. Thử ra cho mấy cái nhỏ giờ nó hiếm. Bởi vậy khi mình làm cái gì đó em cũng đừng gấp. Dụ như người ta cho em hai con cá đi, thà là em bán cá nhỏ em đừng bắt cá bự. Vì cái nhỏ mình á em nuôi nó còn lớn, còn cá bự là nó không lớn nữa đâu, đừng bắt nó gì. Chứ nó cũng không có sanh sản thì đừng nữa chứ. Mà cá nhỏ nó có thể nó sanh sản. Ừ, cá nhỏ là nó sanh sản gì, nó từ nhỏ nó mới lớn lên, nó mới biết rồi cái gian nan cực khổ, nó tự nhiên nó bự lên là nó không có ý nghĩa. Cũng như người ta cho mình con cá lớn mà con cá cha đi. Mình không cần lấy, mình lấy con cá mập á, cá nhỏ nó bự ra. Ủa anh chị, nó nói chuyện rồi chứ thật sự ra mình nuôi cá nhỏ nó lớn lên nó đẻ ra mới nhiều, còn mấy cá lớn nó già nó đâu đẻ ra được. Tại nói cho vui với cả nhà chứ đây cũng đâu có cá lớn đâu, cá nhỏ thì không có tại nói gì đó. Cái giờ bắt được cá nhỏ xíu nó cá lớn thì đâu có. Dĩa ăn này là phải nói là đỉnh của đỉnh luôn anh kìa. Ngon. Đang đói mình vừa có cơm mình vừa có rau mới thì no phình bụng luôn. Ngon. Ăn này bây giờ mình dần dần hoài thở hết. Chưa. Mình chọn lấy giá một miếng cạnh không được, mình uống bia mình cũng xuống dài mình ăn cơm mình không phải là chờ là bán lượng nha. Để bán lượng, là... lượng chứ được mà ăn cũng như uống phải cùng mới uống mà phải lấy giá ra mình được lấy giá, mình lấy giá. Mình được ăn chén cơm mình phải uống chén canh mới được. Cái nước luộc rau nó ngon lắm cả nhà, lỡ anh Trang luôn nó gì nè, cái rau á là nó ra cái nước này nè, thành thử ra như cái rau mình mua ở chợ á thì mình sợ thuốc rồi ha, mình không dám ăn. Chứ còn rau mình bẻ ở ngoài đồng á, ăn cái nước nó rất là ngon. Thơm anh nhỉ. Ừ. Vì nó sống ở ngoài nắng á, nó đủ nắng đủ sương á, là cái rau nó có cái chất vitamin rất là nhiều. Để mình ăn cái nước này bổ. Rau hết đi. Bổ lắm à. Cần thấy rau này ăn khác hơn rau trên chợ không? Khác hơn nhiều phải không? Vì mình ngồi dưới đồng mà. Mình ngồi dưới ruộng. Mình ngồi ở ngoài trong vườn mình ăn nó khác hơn trong chợ rồi. Đúng chính xác. Chợ ăn ôm sùm xe cộ đổ chạy ha. Lâu hả Khánh? Lâu lắm anh em mình mới ăn cơm rồi mình nói chuyện rồi chơi ha. Vui mà. Ngon được tiền đó.
chén thôi, trong thời gian giờ lại không miếng canh đi. Rồi nó thông, nó thơm mà nó ngon, mà cái vị của vừa cả trời mà vừa hồi nãy có cái gì mà à, cái gì ăn ngủ em quên tiêu rồi, nhãn lồng, nhãn lồng rồi rau lan nữa, lan. Còn thêm hái cái gì, cái cây gì mà nãy ngày voi gì nữa, ngày voi. Trời ơi nó đã. Cô chú nào có việc mà xuống miền Tây á thì xuống Khánh với Kiện nha, sẽ bẻ rau rừng luộc lấy nước cho cả nhà hấp thử một lần, như mình nếm thử đó là nó rất là ngon cả nhà, nó ngon hơn là mình uống ba cái thuốc gì xâm quy bổ thận gì đó của nhà nước gì đứt thỏ xanh gì đó, những hàng nhãn hiệu hang cọp đó, nó không bằng cái này đâu. Trời ơi, nói chung là tại vì cái đó tao có thương hiệu thôi, chứ nói chung là nó cũng tốt vậy, chứ mà điều nó chữa là chữa như là chữa tức thời thôi, nó hết liền thôi chứ nó không hết luôn đâu. Còn này là mình uống từ là bắt đầu mình hết luôn á, nó trị rất là nhiều bệnh luôn. Châu lan thì có sữa thì coi như mình không có sữa thì mình có cái khác. Mà nói đồng ý anh không, cái ông mà chủ cái nhà thuốc đó, ông biết thuốc thiệt, ông biết mặt thuốc, ông biết hết luôn. Nhưng mà ông đâu có biết rồi cái cây này trồng sao, rồi phải đi giặt vô sao, rồi phơi sao, làm sao, ông đâu biết. Chứ anh em mình biết chứ đúng không, ra phải hái vô rửa mình làm sao cho mình biết chứ. Mình cũng trộn ba không thứ lại nhỏ vô, không ông cũng hốt nhiều thứ, ông trộn lại mình cũng luộc cũng trộn lại nhiều thứ vậy. Đúng chính xác. Trời ơi, theo cả trời này á mà mấy người mà người ta bị bú cổ á anh kìa, ăn tốt lắm luôn. Không, cái cải trời nó mát gan á, cải trời với cây có đẻ với cây mình đây thì ít có lắm. Cây sả đen á, sả đen là kêu người ăn cưa á là nó tốt. Còn cái rau lan này là nó mới chính xác nè. Thì nói chung là ai là nếu có từng mà bị được mẹ mình sinh ra đó, có bú cho mẹ là biết ăn rau lan chứ. Bây giờ xưa là chủ yếu là rau lan luộc rồi chấm nước cá kho á, sữa dữ lắm. Trời ơi, đó anh biết mà, anh nhỏ cho biết kho bằng mặn ha. Trời, anh biết lâu lắm đó, tại anh không kể thôi, tại anh sợ người ta quýnh anh dám kể á. Bữa nay mới kể khỏe. Tại bữa nay biết, bữa nay có mình anh với em à, anh mới kể đúng rồi, lâm lâm anh dám kể rồi, sợ đè bóp cổ anh á. Vậy luôn á, thiệt mà. Đó, cái rau lan mà chúng ra nó không có mũ đâu, tại vì nó có cái mũ là tại vì mình đặt nó là cây nó như cây đó ăn là có sữa đó, nên nó có mũ. Rồi cái đầu cái cây rau muống mình nó là rau muống đồng mình ha, nó bò lộn dưới mũi cái rau lan đi, nó buộc nó lây nó mới được mũ đó. Chứ cái rau muống tàu mà mình trồng trên chợ phải không, nó đâu xuống đồng được, nó đâu có mũ đâu, không thể mũ. Còn cái rau muống đồng mình là lý do nó có mũ là tại nó bò vô bụi vô đây rau lan của mình, rau lan là như là nó có cái mũ đó đó, tự nhiên nó sửa của nó tiết sửa ra vậy không, mình thấy người phụ nữ mình ăn lúc mình sanh con á, mình ăn vô nó rất tốt. Quá trời nói từng nhiều chén nhớ không, hết anh cũng hết nhớ rồi, là không biết à, thấy mình uống bia mình còn thấy chai còn này ăn cơm mình uống bới vô ăn không mày hết trơn người đâu đi mà không nhận mình đi ra ngoài đồng ngoài ruộng về chứ mình ăn cơm một cái nó ngon thì sao đâu. Cô chú anh chị và các bạn ơi, bữa nay một bữa cơm rất là dân dã nhưng mà đổi lại là quá ngon luôn. Thật sự ra mà cái công của mình đi ra mình bắt từng con cá nhỏ như thế này, những cá lồng tông, những con cá lồng còng, những con cá bảy chầu về mình kho như thế này, mà mình hái thêm cái rau vườn nữa thì mình chấm với lại cái cá kho đó thì nó rất là tuyệt vời luôn. Thì Khánh rất mong cô chú anh chị và bạn xem clip cảm thấy hay, chia sẻ để cho kênh một ngày phát triển hơn. Thì Khánh cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thì thôi, Khánh cũng xin khép lại clip từ đây. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại. Rồi, bye bye.